Chào mừng quý vị đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay các hàng mình sẽ giới thiệu em một cái rulo ha. Có ống nước sẵn luôn, có vòi luôn, cắm vô là xịt thôi. Tết nhất chúng ta mua cái này về ha, chúng ta xịt rửa sân vườn, tưới cây này nọ các kiểu ha, và ưu điểm cái là mỗi lần rất là nhỏ gọn luôn, ta xách đi ha, xách đi xách vào, có thể mỗi lần mà chúng ta cần nó kéo ra chúng ta xài không, nó cuốn lại như vậy. Rất là tiện dụng luôn và giá là 520.000 một cái nha em ha. Đó thiết kế như thế này. Đây. Gọn đây chưa, rất là gọn luôn. Cái sợi dây này khá là dài nha, bây giờ mình sẽ đo thực tế cho anh em sợi dây nè. Trong đây nó sẽ có một cái vòi nha, chúng ta sẽ dùng cái này để chúng ta sẽ tưới. Cái van nó như này nè, chút xíu mình sẽ test thực tế cho anh em coi nha. Khớp gắn nó nhanh, trang bị hai cái dây này nè, một cái dây này nè để gắn nguồn cung cấp nước vào nha. Đây mình sẽ cắt cho anh em coi ha. Đó. Đây một cái là để dây cấp nước nha. Dây cấp nước thì tùy theo cái chiều dài của cái van chúng ta, nó dài hay ngắn, thì cái dây này thiết kế nè, khớp nó nhanh nha anh em, khớp nha. Cục này cũng rất là to luôn anh em ơi. Cái dây thiết kế là cái nó cũng nhỏ chứ không có to nha, nó không có lớn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đo cho anh em xem coi nó dài bao nhiêu. Rồi về dây cắp nha, dây cắp từ dài tầm khoảng 1,5 m nên em á, cái nguồn cắp á dài khoảng 1,5 m là anh em chỉ cần tháo ra ha, là chúng ta đưa vào cái nguồn cắp vào là cùng cái khớp nó nhanh đó nha, nó sẽ nằm như này đây. Đó, tiện dụng ha. Và đây là cái dây xài của nó nè, nè kéo ra. Đó, ha. Cái này là kéo tay quay tay anh em á, chứ nó không có dùng tự động nha. Nghe hãng nói là cái dây này tới 11 mét á, biết được 11 không đây. Mấy hàng này thì nói chung là của Trung Quốc thôi nha anh em. Rồi kéo hết rồi, mình sẽ đo thực tế coi. Wow, dài quá ta, nguyên một đống luôn nè. Rồi 2 mét nữa ha, mình đo thực tế như anh em coi nha. Chín mét tám anh em ha. Ồ cũng rất là dài nha, 9,8 m. Ok ha, đó chắc nó tính luôn hai cái gì vậy? Cấp nước này nè, chiều dây cái dài từ đây ra đây thôi chỉ có 9,8 m thôi nha, không tới 10 m. Gắn cái đầu này vô nó chẳng 10 m nè nha, đầu này vô là đủ 10 m luôn. Khi chúng ta kéo nó hết nha, anh em muốn xài xong anh em quấn vào nha. Đó quấn vào đây nè, nha quấn vào đây. Đó, nhẹ nhàng luôn nha, cái rulo này nó thiết kế sẵn rồi. Đó, anh em xem thì dây nè, quấn nó vào ha. Đó. Tiện ích. Tại ở nhà mỗi lần chúng ta xài anh em nước nó tùm lum hết à. Ha, chúng ta xài cái này đó, quấn vô vậy là xài ngon lành luôn. Còn cấp nước thì ta để trong này nha, đó. Rồi, chỉ có 520.000 cho bộ như thế này thôi. Bây giờ nó xài như thế nào ha? Mình sẽ đi cho anh em coi. Cái hộp phía sau ở đây, cái hộp này thiết kế nhựa nha. Cái nhựa. Cái dây này mình sẽ tháo ra anh em coi cái lỗ bên trong. Quấn như vậy được cái là nó bảo quản nó an toàn hơn. Đây. Dây này sẽ có hai cái lớp anh em thấy nè, cái lớp trắng bên ngoài nè và lớp đen nằm bên trong. Nha, nó cũng khá là cứng cáp đó nha, khá là cứng cáp á. Nó chuẩn như này nha. Đó, cứng cáp luôn anh em ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi cắm thử nước cho anh em coi nha. Xiết lại. Đó, ok. Rồi, cái này thì chúng ta khi mà nó xài á thì nó sẽ gắn vào trong đây. Hồi ngày chốc luôn anh em ơi. Rồi giờ đi nha. Rồi ha, khi tháo ra đây, trên đây mình có cái vòi đây nè, anh em gắn vào nha. Đó, xả vào ha, xả ra. Rồi xả rồi ha, nước vào trong đây.
và ở đây thì mình sẽ kéo ra ha. Cái này thì nó nằm như vậy nè, nó nhỏ gọn vậy anh em. Đó, anh em muốn ấy thì mình cứ kéo ra thôi nha. Đó. Rồi. Đó. Cái này thì mình dùng tưới nha. Đó, anh em kéo ra. Kéo ra dài đó ha. Ok. Cái này thì cái bồn nước nó thấp quá. Đó. Tưới cây nè. Đó, mình sẽ xè ra. Nó tới mấy chế độ luôn anh em ha. Cái tưới nè, trên này nó có 3 chế độ nè. Một chế độ thẳng nè nha. Hai nữa là xè cái này nè. Ba nè. Đó, nó sẽ 3 chế độ tưới anh em ha. Thấy không? Đây nè, 3 chế độ tưới nè. Đó. On off nằm ở đây. Khóa lại nè. Mở nè. Thấy không? Đấy. Nha, cái bồn nước mình nó nằm ở trên đây, nó đây nè, sát bên đây nè. Xuống đây thì nó tầm có từ cái bồn nó xuống có mét mấy, 2 mét mấy à, nó hơi yếu. Này anh em gắm vô nước thủy cục là ngon luôn. Bây giờ mình sẽ đi xuống cái nước thủy cục mình thử anh em coi nha. Nói chung là trên bồn thì tưới cây chỉ vậy thôi, trên bồn mình phải bồn cao nữa thì mới ngon. Nha. Bồn mình thấp quá. Rồi khóa lại. Nha, khi anh em xài thì quấn vào. Đây. Nha, quấn vào. Quấn như này chứ. Cầm hai tay nha. Hai tay quấn vào. À. Ok. Để mình vừa quay ha. Rồi tháo này ra. Đó, giờ mình sẽ đi xuống nước thủy cục ha. Rồi, sau khi cắm nước thủy cục vô anh em ha. Nước thủy cục thì mình có cái đầu nối này nữa. Rồi nước thủy cục đi vào trong đây ha. Rồi. Mình xịt nè. Mấy chế độ đây. Đó. Tưới cây xoay qua đây. À, đó, tưới cây 2 chế độ nè. Thẳng nè. Nha. Qua đây xòe nè. Đó, qua đây. Tưới cây. Nói chung mấy này thì tưới nó vừa thôi chứ nó không có mạnh lắm nha. Để anh em tưới cây là ok nha. Đó. Rồi, nó chỉ vậy thôi anh em ha. Đó. Quan trọng là cái áp lực nước. Ừ. Đó, cái áp lực chúng ta nó thiết kế để vừa đủ tưới cây này nọ thôi nha. Chứ không phải quá mạnh để rửa xe. Thiết kế như vậy thôi nha. À, tưới cây này nè. À, chúng ta tưới cây cũng vừa đủ thôi nha. Rồi, nó xòe nè. Rồi ok nha, nó sẽ có tới 3 chế độ. Rồi giá chỉ có 520.000 thôi. 520.000 cho bộ này. Rồi. Rồi ok, anh em nhu cầu mua thì liên hệ nha, hàng này có sẵn.